Câu hỏi kế là cho con hỏi sao ba con hay nói chuyện lung tung chửi bậy một mình hoài, hay la vợ con mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. À, con xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên. Giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải, mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ, bắt mạch ba coi ba bất mãn ai, trong gia đình mình làm những cái gì mà để cho ba phải buồn phiền, mà ba không thể nói được thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn sân si chửi bới. Mình phải đi tìm cái nguyên do. Chứ còn em ở tuốt bên này mà em cũng có biết gì về bác đâu mà hỏi em. À, còn nếu là chắc muốn nói về coi coi bác có bị gì không đúng không? Cái này là chưa nhìn mặt, chưa khám thì chưa biết. Bác sĩ khám chưa ra bệnh mà em chưa thấy, chưa biết gì hết, biết bệnh gì. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói tới cái nghiệp bệnh, có thể quý vị tin là ai dựa, ai nhập gì đó. Trước khi mình tin cái đó, hãy nên thực hiện những cái gần nhất là mình xem lại coi hàng ngày ba chửi từ những nguyên do nào. Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết à thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia thì là mình đã bắt được cái mạch rồi đó. Đúng không? Thành thử ra thí dụ thôi. Tự nhiên á nhà mình á cái sinh á nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bị bể ở đâu, nó bị lủng ống chỗ nào mà nước nó rỉ ra. Như mình cầm một cái nồi nước, tự nhiên để đây hồi nó rang dũng nước, thì mình biết là cái nồi này có vấn đề. Thì mình phải làm sao tìm cho được cái lỗ mà nó bị lủng đó để chúng ta chữa nó. Chứ không phải tự nhiên xách lại, bác chữa giùm tôi nồi tự nhiên sao nó lủng. Thì người ta cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu mà mình biết ngay cái chỗ đó mình chỉ cho người ta chữa lẹ hơn. Còn mình không có biết mà nãy thì người ta tính mình thêm thời giờ là giờ người ta đi tìm cái nồi lủng chỗ nào. Thì nghiệp bệnh đó, nó có 3 loại phải không? Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thì có thể quý vị hỏi, muốn hỏi cái chuyện đó đó, muốn hỏi là có thể ba con là tự nhiên sao giờ ông chửi với sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì. Trước khi mình nói chuyện đó đó thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên giận tức la rầy ở những cái khoảng nào, ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên, để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn, nó thiết thực hơn. Rồi ví dụ mình cứ tin mấy cái vụ này rồi thậm chí không, ông già ông không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết, mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó, thì mình bị mất tiền mà không được việc, cho uổng lắm. May là hỏi Pháp Hòa đó. Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm một ông thầy mà thích làm tiền đó là mệt rồi đó. Không, cho nên là trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh, có thể là tâm bệnh, có những cái nỗi niềm ở trong lòng. Người già thì hay, lớn tuổi thì sinh tật. À, nên để ý cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra, mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh. À, mà nó đổi tánh theo tùy theo từng cái trạng tuổi. Hoặc là nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác. Từ nhiều lúc bực bội mà không nói được, là không nói được thì cứ phải phát quạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi. À, khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy. Câu hỏi của con là khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã 3 năm, con mới về, con về mới đi xuống mẹ Nam Hải, cầu, mẹ Nam Hải cầu xin nếu má con tuổi thọ còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe, còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành xác con, đừng hành xác quá. Con nguyện sẽ cúng tượng Quan Âm ở đó,
tức là Nam Hải chắc ở đâu, ở Bạc Liêu hay đâu phải không? Mình không về Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ nhớ vậy á. Mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại, em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi, ở dưới kia nhiều tượng Quan Âm rồi. Con có đi trở lại mẹ Nam Hải, mua trái cây tạ lễ và trình bày. Con đã đặt tượng ở nơi khác, như vậy con có thất hứa với mẹ Quan Âm Nam Hải không? Tội nghiệp không? Bây giờ trước khi Pháp Hòa trả lời cái này đó, thì chị phải cho Pháp Hòa biết là lúc mà chị thưa với ngài Quan Âm Nam Hải, ngài Quan Âm có đồng ý không? Có gật đầu nói được rồi, thôi cúng đâu cũng được không? Thì nếu mà ngài im lặng, ngài không nói gì hết, chị đi về bình an tới bữa nay là ngài ok rồi đó. Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi, ở trên kia thiếu thì đạo hữu cứ cúng đi. Thấy không? Ngài Quan Âm im lặng, bằng chứng là ngài bắt ấn. Ngài vẫn nhìn mình, ngài nói go ahead. Tiếp tục làm thì ok. Thật sự ra thì cái đó là do cái tâm thành của mình. Mình nghĩ mình hứa với Quan Âm chỗ này mà cúng chỗ kia được không? Thật ra Quan Âm chỉ là một thôi, không có hai ba gì hết. Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Nam Hải. Rồi có một cái người đó họ bị bệnh, họ tới họ xin Đức Quan Âm, Đức Quan Âm đã giúp cho họ hết bệnh, chúng ta gọi là Quan Âm thí dược. Thí dược là cho thuốc. Rồi có nhiều người kia ta sợ quá, ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống, ta tới ta cầu Đức Quan Âm, Đức Quan Âm cho họ cái năng lực không sợ hãi, thì chúng ta gọi là Quan Âm vô úy. Thật ra cũng là ngài, nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà người ta gọi thôi. Cho nên chị đừng có ngại, đừng có lo. Là mình thật ra mà nói, mình là một Phật tử, mình phát nguyện xong rồi, trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cúng. Nhưng mà cũng có cái hay, trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha. Mình hứa chỗ này mà giờ ở chỗ khác, thôi lịch sự lại thưa một tiếng đi. Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá mà chỗ kia thiếu, thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia, chùa kia thiếu, còn giờ ngài dư quá, ngài không có chỗ đứng nữa, thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia. Cái đó cũng là cái tâm lành. Dạ không sao, nhưng mà yên tâm, mà không có thất hứa gì hết. Mình có làm là được rồi. Còn như ngày mấy ngày nay có một Phật tử gọi nói thầy ơi, con hứa hồi đó đi vượt biên á, lúc mà sắp chết á, trời ơi khổ quá rồi, giờ nguyện Quan Âm mà cho con được đến bờ là con cạo đầu, mà 30 năm rồi không có cạo. Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè, sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè, thứ nhất là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không, thứ hai mà bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hớt, lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không, thành thử ra cái này là không tính nha. Nhưng mà Paul là hỏi và nói dạ được, hỏi rồi con có cần phải khấn nguyện gì không, nói cô cứ ở nhà của cô đến ngay bằng Phật, ngày trước con gặp nạn con hứa con xuống tóc vậy đó, bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc hoàn nguyện, xin Phật chứng minh cho con, rồi lại ba lại nhờ ông Đức Lưng Quần mình ra cạo. Nhờ ông chồng mình ra cạo giùm. Thì thật ra quý vị thấy không, đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha nàng. Thứ nhất là tiệm giờ muốn đi hớt tóc cũng có, để nhà dài quá không được phải không, thôi sẵn kỳ này cạo, mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười, rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào, hay quá đúng lúc luôn, vừa tiện lợi được hai ba thứ nữa không. Thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á, là mình không cần một cái điều kiện nào hết. Mình có điều kiện các ngài là, nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện à, ký sổ ra quan. Thôi thì không sao, cái đó cũng là những cái
Nhiều lúc mình nghe như vậy đó, mình mới thấy thương những cái tâm của chúng sanh mình, và mình sẽ thấy rất thương các Đức Phật và các Bồ Tát, các ngài có cái nguyện. Thì trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin cũng nói thêm một chút là đại chúng nhớ là Phật Bồ Tát khi các ngài phát nguyện, các ngài có hai thứ nguyện. Một cái gọi là nguyện chung, một cái gọi là nguyện riêng. Nguyện chung á, ví dụ như đó là rộng độ khắp chúng sanh, các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết. Nhưng mà có những vị có những cái biệt nguyện, có những cái nguyện riêng. Như ai? Như Phật Dược Sư có 12 nguyện riêng của ngài. Như Đức Quan Âm có 12 nguyện riêng của ngài. Như Địa Tạng Bồ Tát, nguyện riêng của ngài là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn như nguyện chung là như thế nào? Mình không nói riêng một cái gì hết, mình nói sao? Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Vì những câu đó là cái nguyện chung. Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với các ví dụ Đức Phật Di Đà có 48 nguyện riêng của ngài. Thì mỗi một Đức Phật hay là vị Phật nào có những cái nguyện đó riêng của các ngài thì chúng ta gọi là nguyện riêng. Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung thì chúng ta gọi là nguyện chung, tức là không có biệt riêng một cái biệt nguyện nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát các ngài đều sống và hạnh phúc theo cái bản nguyện của mình. Nhờ vậy cho nên các ngài không hề đau khổ, thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ. Pháp Hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn, một ngày phải ra với chúng gần như là coi như là 4 lần, là 2 thời kinh rồi 2 thời sinh hoạt Phật pháp, coi như là 7 ngày liên tiếp không có ngày nào nghỉ hết. Nhưng mà Pháp Hòa không buồn khổ gì hết. Pháp Hòa rất là vui, là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cái nguyện của mình làm được gì cho Phật pháp thì mình hết lòng mình làm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao, thì nó cũng khiến ở nhà mà không được nghỉ, vẫn phải làm việc. Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để hướng dẫn các thầy các cô mà đang có duyên tu học với mình. Vì vậy mà chúng ta mới có cái duyên gặp nhau, dù là trên online.